kinh doanh trong nhà máy công ty nhà tôi, còn đâu, vợ em thì đang làm về bất động sản, cũng gọi chỉ là bán hàng cho một công ty được. Thì cái này thì em muốn kết hợp, vừa em học thì hai vợ chồng cùng làm, em làm thêm. Vâng, Dạ vâng, biết anh tên gì? em tên là Thuận, nay em 37 tuổi ạ. Dạ anh Thuận, thì em là Thiện, em chuyên về thiết kế website với digital marketing. Ok anh, thì bây giờ em sẽ xem màn hình nha. Thì cái cách tiếp cận của khách hàng bất động sản thì nó cũng tương tự như cách tiếp cận ở những cái khách hàng mà anh kinh doanh ở các ngành nghề hay lĩnh vực khác thôi. Nhưng mà khác cái ở một chỗ đó là mình cái sản phẩm cần kinh doanh nó sẽ khác nhau, nhưng mà cách thức mình tiếp cận khách hàng thì như nhau. Sau đây em sẽ xem màn hình nhé. À, giờ anh làm bất động sản là làm ở khu vực nào, anh tỉnh thành nào? Em ở dưới huyện An Dương, thành phố Hải Phòng ạ. Hiện tại thì vợ em là đang bán đất và nhà thổ cư ở khu vực An Dương, huyện An Dương. Nhưng mà đợt này có thêm một cái dự án nữa là căn hộ chung cư cao cấp ở ngoài Hạ Long đấy ạ. Dạ vâng, có nghĩa là mình sẽ bán dự án mà theo tên dự án đúng không anh, mà ở Hạ Long hả? Và ở Hạ Long em đấy là chuẩn bị người ta đang đào tạo cái đấy rồi. Dạ vâng, ok. Đấy thì về nếu nó đúng ra về cái chung cư thì đây là lần đầu tiên thì hai vợ chồng em làm, chủ yếu là vợ em ở ngoài làm. Rồi em thì em vẫn là công ty em kết hợp em giúp đỡ vợ em, thì cũng như là về phần học như này thì em tìm hiểu về em học rồi Dạ đây. Đấy. thì nếu anh thuận được á, nếu mà hai vợ chồng anh cùng học cái học này quá ok rồi, thì nói chung ở ngành, tại vì là trong những cái Zalo anh em mình trao đổi á, thì được biết Vâng. là tư vấn anh về cái chiến lược bán dự án bất động sản, cho nên là Vâng. em mới làm slider này. Nhưng mà nói chung thì cách thức mình tiếp cận khách hàng nó cũng tương tự nhau thôi, nhưng khác nhau ở chỗ là sản phẩm anh nha. Thì sau đây em sẽ giới thiệu sơ qua những cách thức mà có thể anh tiếp cận khách hàng nó hiệu quả, dùng áp dụng trong bất cứ lĩnh vực này cũng được. Vâng ạ. Anh có thấy màn hình bên em share chưa, qua cho anh chưa? Em thấy rồi ạ. À ok. Thì nếu như mà anh áp dụng những cách này, em bảo đảm với anh là anh sẽ thành công 100% thôi. Thì để mà biết được thì dựa theo cái nhu cầu của khách hàng, thì chúng ta sẽ chia cái hai nhóm đối tượng khách hàng. Nhóm thứ nhất là nhóm khách hàng chủ động, nhóm thứ hai là nhóm khách hàng bị động. Thì tại sao chúng ta cần phải phân biệt hai nhóm khách hàng này? Thì tại vì chúng ta cần phải biết được cái khách hàng của chúng ta là ai, cái chân dung khách hàng như thế nào, cái hành động, cái sở thích, cái thói quen của họ là gì, thì cách tiếp cận của chúng ta mới hiệu quả, được không ạ? Thì nhóm khách hàng, Anh ơi, chờ em tí, anh kể xong này anh có video này à xong thì cũng có thể mình gửi video cho bạn nha, để mình xem, để bạn xem lại, ok nhé. ạ? Vâng. Em với anh xem trực tiếp luôn, em cũng chưa cần phải ghi anh nhé. Dạ ok, không không cần phải ghi đâu. Nói chung là em sẽ trao đổi, rồi sau cuối video á, có chỗ nào mà anh không hiểu á, thì anh sẽ hỏi em giải đáp luôn nha. Ok. Dạ. Thì ở nhóm khách hàng chủ động thì đây là một số những cái thông tin về nhóm khách hàng này. Thì đầu tiên là họ đang có những cái vấn đề, họ có những cái nỗi đau mà khiến họ đau đầu, ăn ngủ không yên, đúng không ạ? Và thói quen của họ là họ thường xuyên, họ chủ động tìm kiếm các sản phẩm, các dịch vụ để mà giải quyết những vấn đề, những cái nỗi đau này. Và cái hành động của họ là họ thường xuyên là lên Google tìm kiếm, hoặc là họ hỏi những người thân thân quen với họ, hay là những bạn bè của họ, được không ạ? Và nhóm đối tượng khách hàng chủ động này là họ muốn mua dữ lắm rồi và họ không cần phải bị ai tác động đến cả, được không ạ? Còn nhóm khách hàng bị động thì đây là nhóm khách hàng mà họ chưa có nhu cầu thực tế, và thói quen của họ là họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội như là Facebook hay là Zalo để họ lướt web thôi, hoặc là họ xem phim trên YouTube, hoặc là đọc báo trên website chẳng hạn, đúng không ạ? Và hành động của họ là họ bị tác động bởi các chương trình giảm giá đặc biệt. Ví dụ như là với bất động sản đi, thì anh có những cái chương trình ví dụ mở bán thì bốc thăm trúng thưởng hay là cái gì đó, đúng không ạ? Thì họ sẽ bị tác động bởi những chương trình này, mặc dù họ chưa muốn mua đâu, nhưng mà họ bị mình tác động lên, đúng không ạ? Bị một cái đối tượng nào đó, một cái chương trình nào đó tác động đến họ. Thì sau khi mà anh biết được những cái hành vi, những cái thói quen cũng như là những cái chân dung của họ rồi đó, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để mà tiếp cận những cái từng nhóm đối tượng khách hàng một. Thì ở cách tiếp cận nhóm khách hàng chủ động á, thì đầu tiên anh cần phải thiết kế website.
Tại sao ạ? Tại vì á, em sẽ lấy ví dụ thực tế này. Anh thử lên Google đây. Anh làm bất động sản ở Nha Trang đúng không? Hồi nãy anh mới nói Nha Trang hả? À, cái dự án mà anh nói sắp triển khai là ở đâu? Hạ Long đúng không? Thì người dùng có thể nói là bây giờ họ muốn mua nhà ở Hạ Long đi, họ không biết chỗ nào đang bán nhà hay đang bán đất, thì họ sẽ search Google là mua nhà Hạ Long, mua nhà ở Hạ Long chẳng hạn. Đây là cái thói quen của họ thôi, thì họ sẽ lên đây họ tìm kiếm, họ chủ động lên Google họ tìm kiếm thông tin trước, và kết quả trả về đây là những cái gì anh thấy không? Đây là tất cả đều là website anh nha, bất động sản.com.vn đang đứng đầu nè, alo nhà đất trong kênh em, thì đây là những cái website cơ, nó chẳng qua một website thôi Vâng đúng rồi. đấy. Mà cái đấy bình thường thì bọn em cũng đặt đăng lên đấy để đợi tin lên đó. Dạ đúng rồi, thì ở bất động sản.com.vn này nó sẽ khi mà anh vào đó, thì nói chung đó, nó gấp rất là nhiều, có rất là nhiều cái người bán ở trong đây, thì chưa chắc gì cái người cũng là một kênh em tiếp cận khách hàng, nhưng mà kênh này thì hầu như là nếu mà suy xét ra thì anh sẽ bị phụ thuộc cho nó và nó sẽ không bền vững. Còn cách em nói đây là anh thiết kế website riêng của riêng anh, có nghĩa là website của anh luôn á, thì anh phải nghiên cứu khách hàng của mình, thì chút nữa em sẽ hướng dẫn cách tiếp cái nghiên cứu cái bước thứ hai nha. Bước đầu tiên là bước thiết kế website, thì ở bước thiết kế website này á, thì anh cần phải lựa chọn những cái đơn vị là thiết kế website nó chuẩn SEO. Chuẩn SEO là sao? Tại vì có nhiều đơn vị họ thiết kế website mà họ không biết cái gì về SEO á, là họ sẽ thiết kế website để cho nó chạy được thôi, nó vận hành thôi, nhưng mà không, nó cái website ấy rất là khó hiểu với Google, nó dẫn đến một điều là website rất là khó lên top được, và anh không lên top được thì mãi mãi không thể nào tiếp cận được khách hàng đấy. Cho nên anh phải lựa chọn những đơn vị thiết kế website nó chuẩn SEO, nó chuyên nghiệp được không ạ? Và bước thứ hai đó là bước nghiên cứu từ khóa, thì nghiên cứu từ khóa đây là những cái cụm từ mà khách hàng họ tìm, giống như là em gõ một cụm từ nãy đó là mua nhà ở Hạ Long không ạ? Đấy, thì đó là một cụm từ khóa, thì có hai cách nghiên cứu từ khóa, thì sau đây em sẽ hướng dẫn anh. Cái cách thứ nhất đó là Google Keyword Planner, và cách thứ hai là Keyword Tool. Thì ở cách thứ nhất này anh phải có cái tài khoản Google Ads nha. Thì đầu tiên anh vào YouTube giúp em nè. Nếu như anh chưa có tài khoản Google Google Ads á, thì anh phải tạo cái tài khoản cho mình. Thì biết anh có tài khoản quảng cáo Google Ads chưa? Anh chưa nhìn trong cái đấy thì em ngày xưa xem qua loa nhưng mà chưa trực tiếp vào làm thế này. À, nếu chưa là anh cứ lên YouTube anh gõ là hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Google Ads. Không biết anh coi cho điện thoại nó nhỏ quá không? Không em nhìn đấy. À. Thấy các bạn là cũng hiểu qua loa hay là anh nói thì là em nhìn đi rõ mà. Ok. Thì anh cứ lên trên YouTube anh search giúp em là hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Google Ads mới nhất đầy đủ nhất nha. Thì em có làm video để hướng dẫn những anh chị mà nào chưa biết tạo tài khoản á, thì mình sẽ tạo tài khoản. Tại sao phải làm mới nhất đầy đủ nhất? Tại vì cái tài khoản trong Google Ads nó sẽ thay đổi giao diện theo thời gian. Cho nên đây là cái video em mới update. Đấy. Thì anh xem video này sẽ tạo được tài khoản quảng cáo Google Ads cho mình. Đấy. Thì sau khi anh có tài khoản quảng cáo Google Ads rồi, anh sẽ đăng nhập vô tài khoản quảng cáo của mình. Thì Google Ads đây là cái công cụ của Google. Google nó thống kê những cái từ khóa, những cái lượt tìm khách hàng để nó phục vụ cho quá trình chúng ta chạy quảng cáo. Đấy, thì anh sẽ vào cái công cụ và cài đặt. Rồi sau đó anh vô là công cụ lập kế hoạch từ khóa. Rồi ở đây á, ở khám phá các từ khóa mới nè, mình nhấp vô. Thì ở đây thằng Google cho phép mình đó là gõ được 10 từ khóa, tức là 10 cụm từ á. Thì anh đang làm ở Hạ Long đúng không? Thì em nói là mua nhà ở Hạ Long nè. Có nghĩa cái này là mình đang tìm cái từ khóa hot người ta bảo tìm kiếm đúng không? Đúng rồi, mình sẽ nghiên cứu xem, có nghĩa là mình sẽ gõ những cái cụm từ khóa mà nó gần đúng với cái sản phẩm, cái lĩnh vực mình đang kinh doanh được không ạ? Thì mình ví dụ như anh đang triển khai một cái dự án bán đất ở Hạ Long đi, thì mình sẽ search là mua nhà ở Hạ Long, rồi mua đất ở Hạ Long. Đúng rồi, cái này ngày xưa em cũng làm ở cái lĩnh vực khác nhưng em cũng đã từng tạo tài khoản nhưng mà lâu lắm em không không còn lưu cái đấy, giờ em tạo tài khoản mới em À, nhớ rồi. đúng rồi, thì anh xem video này thì anh sẽ biết tạo tài khoản thôi. Thì tạo tài khoản xong thì anh sẽ sử dụng cái công cụ này. Công cụ này Google nó cho phép mình miễn phí, miễn phí mình sử dụng miễn phí nha. Thì mình sẽ gõ được 10 từ khóa là có dấu hoặc không dấu. Khi anh gõ một từ khóa đó thì bấm Enter, ví dụ mua nhà ở Hạ Long, mua đất tại Hạ Long,
mua bán nhà đất Hạ Long. Cái này là cái lượng người tìm kiếm là nhiều, là từ khóa như nào đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ cho ra cái bộ từ khóa, có nghĩa là nó show tất cả những cái cụm từ khóa liên quan đến những cái từ khóa mình gõ đây, được không ạ? Nó thống kê lại hết những từ khóa mà khách hàng họ gõ thật trên Google luôn á, tức là nhu cầu của thị trường luôn á. Mua bán nhà đất Hạ Long, mua bán nhà đất tại Hạ Long. Cái dự án đất nền hay sao anh? Ở Hạ Long này nè, hay là biệt biệt thự hay là khu nghỉ dưỡng? Cái này là căn hộ cao cấp ấy. À, căn hộ cao cấp đúng không? Vâng, căn hộ cao cấp đang xây lên tầng 18 rồi đó. À, thì ở đây anh cho có thể thấy là cái biểu đồ cái lai xanh lai đỏ, cái đường màu xanh màu đỏ, anh thấy rõ không? À, ở đây là cái chính là cái biểu đồ mà nó sẽ thể hiện những cái nhu cầu, những cái lượt tìm của khách hàng trung bình qua các tháng đó nha, qua các tháng, và Google thống kê lại là theo 12 tháng gần nhất. Ví dụ như ở tháng này là tháng 6 năm 2020 nè, là lượt tìm, tổng lượt tìm là tầm khoảng 1.430 lượt tìm, tức là nhu cầu thị trường họ lên Google họ tìm đó, họ tìm cái mấy cụm từ như là mua nhà ở Hạ Long, mua đất ở Hạ Long, mua bán nhà đất Hạ Long gì đó thì Google thống kê lại. Còn đường màu đỏ này, cái là người dùng họ sử dụng điện thoại, người dùng họ sử dụng điện thoại đi họ search đó, họ tìm kiếm á. Còn ở thời điểm cao nhất nó ở thời điểm tháng 3 năm 2021, tức là tháng 3 năm nay đó, là 1.710 lượt tìm. Rồi tháng mà gần nhất với nó là tháng 5 năm 2021 là 1.350 lượt tìm. Đấy. Còn ở dưới này đây là những cái cụm từ khóa mà nó sẽ chi tiết hơn. Ví dụ như mua nhà Hạ Long nó chỉ có 10 lượt tìm thôi. Đấy, mỗi một cụm từ khóa này là một cái nhu cầu của khách hàng anh nha, khác nhau hoàn toàn anh nhé. Tại vì là chín người 10 ý cho nên là mỗi người sẽ lên gõ theo một cách khác nhau, anh hiểu không ạ? Và Google sẽ thống kê lại hết. Ví dụ mua bán nhà đất Hạ Long 110 này. Đấy, thì tất cả những này là tất cả những từ khóa của khách hàng mà họ tìm kiếm ở khu vực Hạ Long. Thì anh làm ở khu vực nào thì anh sẽ nghiên cứu từ khóa ở khu vực đó, được không ạ? Và sau khi anh có cái bộ từ khóa này rồi thì bước tiếp theo là anh sẽ tải ý tưởng từ khóa này xuống. Anh sẽ bấm tải ý tưởng từ khóa xuống đây này, anh bấm vào Google trang tính nha. Rồi đây anh đặt cái tên tệp lại, thì mình có thể mình nghiên cứu từ khóa nhiều ngành hàng khác nhau, mình sẽ có nhiều tệp cho nên mình phải đặt, cũng đặt tên tệp anh nha. Ví dụ bất động sản Hạ Long đấy. Sau khi mình tải xuống mình làm thêm một bước nữa, đó là mình phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Thì khi mà tải ý tưởng thì quá xong, anh mở lên như vậy, anh mở lên trang tính lên nha, thì nó sẽ có giao diện giống như vậy. Thì anh sẽ bỏ cái cột của B đi, cột B là cột currency, này cột này là cột tiền tệ. Thì ở Việt Nam mình xài Việt Nam đồng thì cột này nó không quan trọng, mình xóa đi. Rồi từ cột C cũng xóa luôn, xóa hết, kéo hết bản tính mình xóa hết mấy cái này. Mình sẽ giữ lại hai cột thôi, một cột từ khóa và một cột là lượt tìm trung bình, lượt tìm trung bình của khách hàng á. Ví dụ như cột này nó không lượt tìm bằng không nên bỏ luôn, mình xóa cái hàng này luôn. Rồi mình sẽ sắp xếp những cái bảng tính này lại. Em đang sắp xếp là đang từ cao xuống thấp để mình biết được những cụm từ khóa nào nó nhiều lượt tìm á. Nói chung thì bán đất Hạ Long hay khu vực Hạ Long em thấy bất động sản nó cũng không phát triển lắm gì, lượt tìm cũng khá ít ha. Nó tầm đâu khoảng ở bên đây nó có ngàn mấy hả, ngàn ngàn mấy lượt tìm hả. Thì bước tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Thì bây giờ là mình sẽ vô Google, rồi anh gõ từ khóa cụm từ là all in title nha, all in title. Rồi mình muốn kiểm tra cái độ cạnh tranh của từ khóa nào á thì mình sẽ copy cái độ cái từ khóa đó, giống như là đối thủ cạnh tranh đây nha, đối thủ cạnh tranh. Ví dụ em muốn kiểm tra cụm từ khóa là mua bán nhà đất Hạ Long đi, lượt tìm của nó là 110 lượt tìm trung bình mỗi tháng, thì mình muốn biết là cái cụm từ khóa này xem là hiện tại có bao nhiêu đối thủ nó đang làm với mình, cùng ngành với mình đó, đang làm ở khu vực đó đó. Thì hiện tại có 15 đối thủ.
Thì cái lệnh này, cái lệnh audit title này sẽ cho phép anh đó là kiểm tra hết tất cả những trang web mà nó có cụm từ là mua bán nhà đất Hạ Long. Thì chỉ có những người nào mà đang sale bất động sản ở Hạ Long thì họ mới làm cái cụm từ khóa này thôi. Anh hiểu không ạ? Đấy, thì chúng ta phải biết được đối thủ chúng ta. Thì ở đây là 15 người, 15 đối thủ. Thì tương tự như vậy anh sẽ nghiên cứu hết những cái cụm từ khóa này. Thì chắc chắn rằng anh sẽ có những cụm từ khóa nó sẽ ngon ăn hơn rất là nhiều. Những cụm từ khóa vàng á, thì cụm từ khóa vàng là những cụm từ khóa mà nó có lực tìm và nó ít đối thủ cạnh tranh, tốt nhất là ở nhỏ hơn 10. À, tại nếu mà nhỏ hơn 10 là anh viết một bài lên top, nó lên top đầu Google luôn rồi. Đấy, còn top 15 thì khi viết một bài nó sẽ lên được top 16, top 16, và theo thời gian thì từ từ nó mới nhảy lên được top. Nếu anh viết bài chuẩn SEO, anh tối ưu SEO cho từ khóa này thì từ từ nó mới nhảy lên được top 10 Google. Còn đối với những cụm từ khóa mà đối thủ cạnh tranh nó nhỏ hơn 10 thì chúng ta viết một bài xong rồi nhảy lên top 10 luôn, được không ạ? Rồi thì đây là cách mà nghiên cứu từ khóa thứ nhất. Cách nghiên cứu từ khóa thứ hai là anh dùng keyword tool. Thì keyword tool này là một cái công cụ nghiên cứu từ khóa nó rất là hay. Nó sẽ nghiên cứu anh trên Google nè, trên YouTube nè, trên Bing nè, trên Amazon, trên eBay và trên nhiều nền tảng khác nữa. Thì anh muốn nghiên cứu trên Google thì bấm vô Google. Rồi bây giờ anh muốn nghiên cứu là mua nhà, mua đất đi, mua đất tại Hạ Long luôn. Thì mình sẽ gõ cụm từ khóa vô đây và nó trả kết quả như vậy. Là có hai trường hợp: trường hợp thứ nhất là anh không có tài khoản, trường hợp thứ hai là không có lượt tìm ít quá, lượt tìm nó phải lớn hơn 10 nó mới thu thập được, lượt tìm nó ít quá nè. Mua chung cư đi, anh mới bán căn chung cư đúng không? Ok, và Chung cư alo alo công cấp ạ. thử chung cư xem sao. Ừ, chung cư cũng ít nè, căn hộ. Mình hơi nhỏ đúng không? Có chung cư giá rẻ Hạ Long thì tầm khoảng 20 lượt tìm trên một tháng. Làm như ở Hạ Long này, cái bất động sản nó không có nhiều bằng ở thành phố Hồ Chí Minh như ở các tỉnh khác nha, Đúng cho nên là nó lượt tìm nó còn ít. Mà Hạ Long là Hạ Long Bay, anh thấy khu du lịch nổi tiếng mà ta, sao thấy ít người phát triển bất động sản vậy? rồi. Rồi bây giờ nó bắt đầu là phát triển mạnh rồi. Bây giờ người ta mới đầu tư mạnh vào đấy. Bán căn hộ à, căn hộ là nhiều hơn nè, thuê chung cư này, thuê chung cư Hạ Long đây. Thì có nghĩa là anh phải, mình sẽ gọi những cụm từ mà nó gần với cái lĩnh vực mình kinh doanh, hoặc là cái địa điểm mình, nếu mà bất động sản mình sẽ gọi những cái cụm từ mà nó gần với khu vực mình làm hay ngay tại khu vực mình làm luôn, để anh biết được là cái đối tượng khách hàng của mình họ lên cái gì, họ lên Google họ tìm cái gì, để mình cung cấp những cái mà họ cần, đúng không ạ? Mình phải bán cái khách hàng cần đấy. Thì ở đây nói chung nó hơi bị lượt tìm nó hơi thấp quá, chứ nếu mà anh bán ở thị trường Hồ Chí Minh thì anh nói là mua bán nhà đất Hồ Chí Minh là dữ lắm luôn á. Mình chắc là phải lớn mạnh nhất Việt Nam ạ. Đúng rồi Em nghĩ như thế. đấy. Thì ở đây là cách nghiên cứu từ khóa, thì không biết cách như vậy là em không có tức gì, anh có hiểu được, hiểu nó hiểu hiểu hết không, hay là có chỗ nào em nói nhanh quá không? Phần cơ bản này hướng dẫn như thế là em làm theo được và đơn giản được. Ok, thì ở chỗ cái công cụ thứ nhất là công cụ keyword tool nè. Ở công cụ thứ nhất là công cụ Google, keyword enter nè, nó sẽ nghiên cứu từ khóa, nó cho mình nghiên cứu một cách miễn phí này, công cụ Google đưa ra. Còn cái keyword tool này là có phí, nó sẽ là bảng có phí nha. Em cho anh coi bảng có phí luôn, tại đây là một cái phần mềm, một cái trang web của nước ngoài, cho nên là cái bảng nó phải trả theo tính tiền đô, cũng khá đó. Mục đích là mình tìm cái từ khóa mà đông người tìm nhất để mình lấy chủ đề để làm
để viết một một bài đúng không anh? Mình sẽ viết rất là nhiều bài, nói chung là khi mà ví dụ như ở bên đây đi, mình không phải viết một bài đâu, mình sẽ nghiên cứu thêm nhiều nữa đấy. Ví dụ như đất nền Hạ Long, ví dụ như bán mua bán nhà đất tại Hạ Long đi, nó có 15 đối thủ, thì cái bài này mình sẽ viết một bài nè, mình viết một bài thì mình sẽ tiếp cận đâu đó khoảng 110 khách hàng được không ạ, khi mà lên được top 10 á. Rồi ở một cụm từ khác như bán đất Hạ Long thì đây là một cái đúng nhóm đối tượng khách hàng khác nữa họ tìm, có nghĩa là hai nhóm đối tượng khách hàng này khác nhau nha, nó không giống nhau đâu. Đúng rồi, cái cách tìm của mỗi người nó khác nhau á. Bán đất Hạ Long với bán nhà đất Hạ Long hai này nó khác nhau nè đấy, có nghĩa là 9 người 10 ý, một người người A đi, họ sẽ lên Google search là bán đất Hạ Long được không ạ, thì Google nó thống kê là một, rồi có 210 người tìm mỗi tháng thì nó sẽ thống kê là 210. Rồi có anh B anh C đó nhảy vô Google lại tìm là mua bán nhà đất Hạ Long, có nghĩa là hai đối tượng này khác nhau, hai nhóm khách hàng này khác nhau nha. Cho nên nếu anh mà viết chỉ một bài thì rõ ràng là anh sẽ không tiếp cận được cái nhóm đối tượng khách hàng của cái cụm từ khóa kia. Cho nên là tư duy chúng ta là chúng ta sẽ viết một cụm từ khóa là một bài, một cụm từ khóa là một bài anh nhé. Dù bán đất Hạ Long thì viết một bài, mua bán nhà đất Hạ Long thì viết bài khác nữa đấy. Mà chúng ta cái phương châm chúng ta viết bài là chúng ta sẽ biết những cái đối thủ cạnh tranh nó ít, chúng ta biết trước. Ví dụ như bán đất Hạ Long em nghĩ sao đối thủ cạnh tranh nó nhiều hơn đó, sắp thử này cho anh coi luôn nè, nó 22 đối thủ thì nó cũng không có chênh lệch nhiều. Nhưng mà khi viết bài thì theo anh nên viết bài của anh nào trước, anh này 22 đối thủ này, anh này 15 đối thủ nè, thì theo anh là anh nên viết cụm từ này trước. Anh này thì vẫn tiếp cận được 210 mà 22 đối thủ, anh này tiếp cận được 110 nhưng mà 15 đối thủ, thì tư duy của anh của chúng ta là nên viết cái bài nào trước. Mày năm đối thủ thì đương nhiên là biết cái mà ít đối thủ hơn này. Đúng rồi, thì tư duy nếu tại cái này nó cạnh tranh nha, nó hơi không chênh lệch, có nghĩa là nếu mà cái đó những cụm từ khóa nó chênh lệch nhau quá, có nghĩa là khi ở đây nó lên tới khoảng 200 200 mấy chứ chẳng hạn, thì Đấy cũng chúng không ta sẽ không lựa chọn cái cụm từ khóa là nó sẽ ít đối thủ hơn, chúng ta biết trước, mặc dù cái lượt tìm nó ít hơn thật, nhưng mà khi chúng ta viết như vậy chúng ta mau lên top và chúng ta sẽ mau tiếp cận với khách hàng của chúng ta đấy. Tư duy chúng ta viết bài sale là vậy. Thì đây là cách mà chúng ta tiếp cận khách hàng. Còn bảng giá, không quên, đang nói tới cái bảng giá của thằng này đúng không, thì bảng giá công cụ khi quật Google này á, nó sẽ trả theo tháng, anh sẽ trả theo tháng nha, tháng thấp nhất của nó cũng là 69 đô một tháng, cái gói là Go Basic, còn cao nhất là Go Business là 159 đô một tháng, theo năm như vậy thì cũng tính vào khoảng mấy triệu một năm á, nếu anh mua tài khoản đấy. Nhưng mà anh muốn sử dụng cái công cụ tool này khi quật Google này á, thì anh có thể liên hệ với thầy, thì thầy sẽ có một cái để bán tại thiên đại lý, cho thầy sẽ bán một tấm một cái key với một cái tài khoản, nó sẽ rẻ hơn, chỉ có 1,5 triệu một năm thôi, rẻ hơn rất là nhiều. mà giờ em mua cái tờ khoản anh nhà mà 1,5 triệu mày. Đúng rồi, 1,5 triệu một năm anh nha, 1,5 triệu một năm. Rồi thì quay lại cái phần, nói chung là anh cần anh ham mua, tại vì khi quật tool này nó giúp chúng ta là sẽ nghiên cứu những cụm từ khóa ngách. Từ khóa ngách là sao, ví dụ như anh đang có muốn kinh doanh cái sản phẩm nào khác nữa không? Không ạ, hiện tại thì em đi đang làm ở khu công nghiệp mà em có làm thêm này. À, như vậy Em thì có em sẽ lấy cái ví dụ thực tế ở quận Sinh Nam đi, tại vì khi mà anh học khóa học bên em đó, thì anh sẽ biết cách nghiên cứu từ khóa cũng như là nghiên cứu những cái ngành hàng nào nó ngon ăn để chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh luôn được không ạ. Thì ở khi một tôi này anh thấy quận Sinh Nam đây, thì anh chỉ gõ trong từ khóa của quận Sinh Nam hay là nó sẽ ra hết tất cả những từ khóa mà Google nó tìm, mà khách hàng họ tìm lên Google tìm á, ở đây tổng cộng là 58.980 lượt tìm nè, và đây nó tất cả những từ khóa mà liên quan đến quận Kim Nam đấy, quận Kim Nam đẹp, quận Kim Nam ống su, thì với cụm từ khóa là với cái công cụ là khi quật tôi nè, anh sẽ tìm được những cái từ khóa ngách, tức là từ khóa mà nó ít cạnh tranh, nó dễ dàng hơn so với cái bộ công cụ này, so với thằng Google khi quật Planner này đấy, có nghe. Chúng ta tìm một ngách trong một ngách lớn, tìm một có cái ngách. còn phụ thuộc theo cái ngách đấy mà có đông người bán hàng nó không đúng không anh? Đúng rồi, có nghĩa là ví dụ như cái quyền đi quận Rin Nam mà đi, nó quá là cạnh tranh, tại vì cái anh quận Rin Nam này á, anh em xách thử cho anh coi nè, chắc cũng không khoảng mấy chục ngàn đối thủ quá, cho chúng ta có
Quần Jin Nam. À, quần Jin Nam này nó sai danh tả. Jin Nam này. Quần Jin Nam này nói chung mình nó không có chân nó cũng ít. Cái quần Jin Nam này cũng 87 đó thuộc bên chân. Nhưng mà chúng ta sẽ đấu nó ít thật nhưng mà chúng ta sẽ đấu với những anh lớn. Ví dụ như Shopee nè, Lazada nè, Sen Đỏ nè. Thì ba anh này ở trong cái ngành thời trang ba anh này lớn nhất. Tại sao gọi là lớn? Tại vì nó có dàn marketing rất là khủng, dàn mà viết bài sale á, rất là khủng luôn. Có thể là mấy trăm triệu đến 1 tỷ đồng hàng tháng á, đổ ra. Mà khi mà mình làm quần đi nam chung với nó thì rõ ràng là mình cạnh tranh sẽ không lại. Cho nên mình sẽ chọn cái phương pháp nó nhẹ hơn, đó là chọn một cái ngách nào đó. Nếu chúng ta đang kinh doanh quần đi nam luôn nha, thì chúng ta sẽ chọn cái ngách nào đó bằng cách là dùng công cụ phi quật tool này. Anh gõ vô cái quần Vietnam mà nó show ở tất cả từ khóa, sau đó mình kéo xuống những cái từ khóa nào mà nó có lịch tìm thật. Ví dụ quần Vietnam ống rộng đây, hay quần Vietnam hàng hiệu này, thì mấy từ này chắc chắn nó sẽ ít đối thủ hơn. Vietnam hàng hiệu xem sao nhé. Nó cũng không có ít hơn bao nhiêu đâu, này cũng 70. Rồi, từ khác đi, cao cấp chẳng hạn. Của Việt Nam cao cấp nó đang là 1.300 lượt tìm. Nó chỉ 30 đối thủ thôi, anh thấy không? Có nghĩa là thay vì anh tập trung anh sell cho các cụm từ khóa này, anh động với mấy anh lớn thôi, thì chúng ta sẽ sell những cụm từ khóa khác đi. Đấy. Thì với cụm từ khóa này cũng 1.300 lượt tìm, hầu như nó cũng rất là nhiều đấy, chứ không ít đâu. Anh sẽ tiếp cận đâu đó 1.300 khách hàng, 1.300 khách hàng đấy. Còn nhiều từ khóa khác nữa ở dưới này nữa, rất là ngon. Thì nó sơ công cụ phi quật tôn như thôi. Thì phần nghiên cứu từ khóa này anh nắm ha. Và anh có cách nào mà nghiên cứu được khóa trên Facebook được không? Facebook đó thì họ sẽ không có tìm, họ không có tìm trên Facebook, cho nên là mình sẽ không có nghiên cứu từ khóa được trên Facebook. Nhưng mà anh có thể là chạy quảng cáo, làm cách nào đó chạy quảng cáo trên Facebook hiệu quả chúng ta chạy được. Hoặc là chúng ta có thể là quét được những tiệp đối tượng khách hàng mà trong một cái group, trong cái nhóm nào đó, trong cái group nào đó, hoặc là trong một cái bạn bè của ai đó thì mình quét được. Sao anh? Trước kia thì em cũng quét cái phần mềm ở trên quét như đấy mà số lượng khách hàng nó quá khổng lồ nên là mình không không phân biệt được. À, có nghĩa là anh sẽ quét, anh quét xong á, anh mới quét là anh quét theo lượt thích nè. Ví dụ như một trang fanpage đúng không? Thì chúng ta sẽ có phần mềm chúng ta quét theo lượt thích, hay là quét theo lượt comment, hay là quét theo lượt là nhắn tin dưới cái bài đó. Đấy, thì chúng ta sẽ có nhiều mục tiêu. Cái anh sẽ nếu mà anh muốn mà quảng cáo bán hàng á, chúng ta sẽ có nhiều cái chiến dịch, cái chiến lược mà chúng ta lấy data. Nếu mà anh lấy những cái data thích á, thì rõ ràng họ chỉ thích thôi, đúng không ạ? Mà họ có thể là họ là bạn bè hay ai đó họ thích, họ không có nhu cầu. Nhưng mà ở mức độ là bình luận thì cái mức độ quan tâm nó cao hơn rồi, đúng không ạ? Thì cái data lúc này nó chất lượng hơn rồi, thì chúng ta sẽ quét là những người khách hàng mà họ đã bình luận, thì như vậy nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều so với anh quét những người thích, đúng không ạ? Rồi hoặc là những người đã nhắn tin như bay đó, thì những người đã nhắn tin như bay đó chứng tỏ là họ cũng đã quan tâm gì cái bay đó rồi. Ví dụ bay đó bán là cái một cái trang bất động sản đó chẳng hạn, một fanpage bay bất động sản ở đó cái hàng, thì rõ ràng họ cũng đang có nhu cầu họ mua bất động sản đúng không? Đấy, thì cái tư duy chúng ta là như vậy, để chúng ta có thể lọc, chúng ta lấy những nhóm data đó. Thì chút đó cái đó chút sau em chia sẻ phía sau dùng có hết đó. Ừ. Thì ở bước hai, khi mà anh thực hiện hai bước đầu rồi, thiết kế website xong rồi, anh nghiên cứu từ khóa xong rồi, bước tiếp theo là anh đưa website lên top Google thôi. Đấy, thì đưa website lên top Google anh có hai cách. Cách thứ nhất là anh làm SEO, tức là làm SEO. Cách thứ hai là anh quảng cáo Google Ads, đúng không ạ? Thì SEO là cái gì thì em sẽ cho một ví dụ thực tế đây. Chung nói ví dụ thì anh dễ hiểu hơn đúng không? Ví dụ anh vô Google nè, anh sẽ thử cái thằng áo sơ mi xem có ai quảng cáo không nha. Không ai quảng cáo hết hả? Cũng có người quảng cáo áo West, quảng cáo luôn. À, Vinhome ra mắt này, trong dự đây có dự án nè. Đây,
Thì khi mà người dùng họ vô Google tìm á, cái vị trí của SEO là nằm ở đâu? Vị trí của SEO tức là làm SEO á, làm SEO đó, nó nằm ở đây nè. Làm sao quảng cáo. Ở ba vị trí đầu tiên mà nếu có quảng cáo á, thì ba vị trí đầu tiên này thì nó sẽ hiển thị quảng cáo. Quảng cáo sẽ lên đầu. Mà phương pháp quảng cáo tức là Google Ads đó thì anh phải trả tiền cho Google để anh lên top. Một click như vậy anh sẽ trả tiền theo lượt click. Một click như vậy có thể anh tốn là 5.000, 10.000, thậm chí là vài chục ngàn đến vài trăm ngàn tùy theo cái mức độ cạnh tranh. Đấy. Còn vị trí của sale dưới này nó sẽ có 10 vị trí của sale, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 8 9, dưới cái vị trí của hình là 10. Thì nó có 10 vị trí. Mà vị trí sale này thì anh sẽ không tốn tiền. Nhưng mà anh phải biết cách sale. Được không ạ? Website này là thuê một website mất nhiều tiền không anh? Nó còn tùy vào giao diện, tùy vào giao diện. Nếu mà chúng ta chạy mà chạy anh chạy dự án á, có nghĩa là chúng ta sẽ phân theo hai loại mục tiêu. À, em sẽ vừa nói vừa viết cho anh dễ cái notepad ở đây. Chúng ta sẽ phân theo hai loại mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất mà anh muốn chạy bán theo đất dự án á. Vâng. Dự án thì chúng ta chỉ bán được, chúng ta chỉ bán trong thời gian rất là nhanh, đúng không? Nếu Vâng. mà anh sale á, thì mà nó cần có thời gian ít nhất là tầm cầm mấy cái từ khóa dễ á, thì cũng khoảng là 1 tháng đến 2 tháng mới lên top. Còn từ khóa khó thì nó cũng khoảng là 3 đến 6 tháng. Từ khóa khó hơn nữa thì phải 1 năm. Đấy. Còn anh bán dự án mà trong khi đó anh làm 3 4 tháng mới lên top, lúc nó bán xong rồi. Thì Đúng lúc này rồi. chúng ta sẽ thiết kế cái landing page. Landing Ok. page để mà nó bán hàng nó hiệu quả hơn. Chúng ta chạy quảng cáo Google Ads nè. Hiểu ý em đúng không? Khi anh bán dự án này anh chạy quảng cáo Google Ads này, anh đi set up quảng cáo Google tầm là 5 phút sau lên top rồi. Thì nó sẽ có những cái landing page giống như vậy. Nhấp cho thử nha. Thử xem này chạy website hay chạy landing page. Thông thường bán dự án thì chúng ta chạy landing page nó hiệu quả rất là nhiều. Đây là cái landing page nè. Cái landing page có nghĩa là nó sẽ kết hợp lại có tất cả những cái section luôn. Nó có rất là nhiều section nó kết hợp với nhau, từ section này chỉ section khác, ví dụ như màu xanh chỉ màu trắng là một section nè, rồi màu trắng là chỉ xem màu cái màu hình ở dưới nữa đấy, và nó tạo cái cảm giác rất là bắt mắt. Và cái landing page này nó chỉ có một trang duy nhất thôi, anh vô đây anh đọc thông tin như đây nè, anh không có di chuyển ở bên ngoài được đấy, anh phải đọc thông tin như đây. Và nó có những cái, thứ nhất là nó có những ở đây, nó landing page này chưa tới ô á, nó không có cái nút kêu gọi hành động. Ví dụ em có một cái thiết kế landing page cho khách của em này, em sẽ dùng landing page này làm ví dụ cho anh. Cái dự án này bán nhanh lắm anh ạ. Mình Đúng rồi, bán hàng bán rất là nhanh, cho nên là chúng ta phải có những cái chiến lược nhanh hơn. Nó chạy quảng có cáo đấy. hơn Đây. 900 căn hộ mà bây giờ người ta đang bán được 600 căn hộ rồi anh ạ. Dạ vâng. Thì nếu thật sự nó có, anh phải ngay tại thời điểm mới bán là phải mình phải có những chiến lược ngay từ đầu cơ. Đấy, nếu mà anh giỏi marketing nữa thì bảo đảm với anh là sau này anh bán bất động sản ngon luôn. Đây, ví dụ như trang này là trang landing page này, em thiết kế cho khách hàng này đúng không? Thì nó sẽ có những cái biểu tượng như vậy. Nó rất là bắt mắt. Và nó có những nút. Cái lan bay này anh thiết kế thì mất nhất em tham khảo giá mất nhiều tiền không và duy trì hàng tháng như nào anh? Cái landing page này sẽ thiết kế theo năm, thiết kế theo năm nha. Thì một cái landing page bên em đang nhận là 4 triệu dành cho bất động sản, thì bên anh sẽ cung cấp những cái thông tin, ví dụ như là thông tin về dự án đó và hình ảnh, nếu mà video thì nếu có, thì bên em sẽ thiết kế cái landing page giống vậy nè. Người ta nhấp trang chủ tổng quan, hay tổng quan vị trí là vị trí. Và ở đây nó có những cái gọi là nó hay cho nó là nó có những cái form đăng ký, anh thấy không, nhanh tay sở hữu, và nó có những cái thời gian đồng hồ đếm ngược. Rồi nó có những cái ví dụ như đây nè, anh để ý ở góc bên dưới bên trái màn hình á, nó sẽ có một cái thông báo là người đăng ký á. Đây anh Long như này, nói chung cái hình avatar nó mất đi rồi nè, nhưng mà thực sự nó có một cái hình đẹp lắm. Có nghĩa là mình dùng cái landing page này mình có thể bán dự án nhanh được rồi cũng chạy Google chạy quảng cáo được đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là mình muốn nhanh đó là mình chỉ quảng cáo Google là nhanh nhất. Đấy. Có nghĩa là bây giờ mình không phải thiết kế website nữa mình sẽ sử dụng cái anh thiết kế thôi đúng không?
Đúng rồi anh, em có thiết kế landing page luôn, có nghĩa là website em cũng thiết kế và anh này cũng thiết kế. Thì landing page á, là dùng cho chiến lược quảng cáo Google Ads. Và nói chung là cái mà để tiếp cận nhanh nhất mà lên Google nhanh nhất là cái năm B đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là sẽ quảng cáo xong thì tầm 30 phút sau lên lên top luôn rồi. 3 phút sau là lên top luôn đúng không? Đúng rồi. Cái là một tháng bốn à, 1 năm 4 triệu bốn hàng tháng thì có duy trì được không hay là chỉ chạy quảng cáo bao nhiêu thì mất được đấy được? Có nghĩa là ví dụ như chạy quảng cáo luôn, sau khi thiết kế xong thì anh muốn chạy quảng cáo thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là anh tự học để anh chạy, cách thứ hai là anh sẽ thuê bên em chạy, thì bên em làm dịch vụ chạy luôn. Thì chạy một tháng thì bên em cũng đang ăn là một tháng 4 triệu phí công tiền chạy, là phí công setup chạy nha, còn ngân sách cũng chạy bao nhiêu cũng được đúng không ạ? Có nghĩa là phí công chạy của nó là Công chạy là 4 triệu. về cơ bản là cái quyển dự án thì em chưa cầm bắt đầu và em cũng cầm về rồi nhưng mà đang để bên ngoài thì mai em cầm về em cũng chưa xem chính xác được là nó như nó mô hình nó rộng hay không như nào ấy, có nghĩa là duy trì là một tháng mà là 4 triệu, có nghĩa là quảng cáo là chạy một tháng 4 triệu là đúng là ngày nào cũng lên top đầu đúng không? Có nghĩa là 4 triệu là tiền công anh chạy thôi. Đây nè, đây là tiền công nè, là 4 triệu. Để em nói cho anh dễ hình dung luôn, đánh đánh chữ cho anh dễ hình dung. Rồi này là tiền công thôi nha. Thì ở chi phí anh chạy thì là ngân sách, chi phí chạy nè. Chi phí thì sẽ bằng tiền công nè cộng ngân sách. Đấy. Thì cái ngân sách này á, tùy anh setup thôi. Ví dụ như tiền công anh phải mắc, ví dụ anh thuê dịch vụ thì mắc chi phí này, còn anh không thuê thì cái này anh phải tự chạy thì anh không mắc phí này. Ngân sách thì anh muốn chạy ví dụ như một ngày là 500.000, một ngày là 300.000 thì mình sẽ setup ngay theo ngân sách anh đưa ra thôi. Hiểu ý em nói không? Rồi. Ngân sách qua này anh tự setup, anh chủ động. Ví dụ nói ừ Thiện ơi anh muốn chạy là một tháng 9 triệu, một ngày 300.000 thì em sẽ setup cho anh một ngày 300.000. Đấy. Thì đây là chi phí. Thì nói chung cái landing page này á, là chúng ta sẽ sử dụng trong mục đích quảng cáo thì nên sử dụng landing page, còn website là sử dụng mục đích sale đấy. Nói chung là bây giờ là em không nói về website mà em đang muốn tìm hiểu là landing page. Thì landing page nếu anh sử dụng quảng cáo thì nên 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 landing page, landing page là nó sẽ hiệu quả nhất anh nha. Thì đó là Vâng. thì nói chung là đây là cái nhóm tiếp cận khách hàng chủ động. Đấy, thì anh có hai cách sale hoặc là Google Ads. Rồi, còn nhóm khách hàng bị động thì sao? Những khách hàng họ chưa có nhu cầu á, thì chúng ta hay dùng các phương pháp quảng cáo như quảng cáo Facebook nè, quảng cáo Zalo nè, hay quảng cáo YouTube hoặc là quảng cáo kênh khác như là TikTok hay là Instagram để anh tìm kiếm khách hàng. Anh bay này có chạy trên Facebook được không ạ? Có anh nha. Bên em có dịch vụ hết, quảng cáo Facebook, Zalo, YouTube chạy hết anh nha. Nó cũng chạy bằng cái landing page này hay là chạy trên 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 fanpage mình. À, cái Facebook của anh phải có fanpage anh mới chạy được. Anh Thế có thì em fanpage anh chạy nhưng mà anh trả về là landing page thì ok, có nghĩa là trang đích của anh đó khi khách hàng họ nhấp vô nó dẫn về landing page thì ok. À, ở đây mưa rồi ta. Mưa đấy, anh nghe rõ không? có Anh đợi em lấy tai nghe cái, đợi em lấy tai nghe cái. Alo anh còn đó chứ hả? Bên em nghe tín hiệu nó không không rõ lắm ta, anh nói lại với em cái. May quá nó mưa nhỏ nhỏ thì kệ đi. Để tiếp tục đi. À, thì nói qua phần này. Thì anh chạy nói chung á, vậy quảng cáo Facebook á chúng ta sẽ đưa về landing cũng được, mà đưa về website cũng được, hay đưa về fanpage của anh cũng được, tùy theo mục đích chúng ta setup thôi. Ở đây rồi. À vừa nãy anh nói là thiết kế lên đây là trong 1 năm là 1 triệu đúng không anh?
Đúng rồi đúng rồi. Một năm là 4 triệu, còn năm sau anh gia hạn là phí là 2 triệu anh nhé. ba triệu đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Đấy, thì có nghĩa là mình sẽ quảng cáo những đối tượng khách hàng bị động thì mình sẽ quảng cáo thôi. Tại vì họ chưa nhu cầu mà mình phải quảng cáo, mình đưa chương trình đến họ. Anh là cái kế cái anh bay thì gần đây là bài viết thì anh viết lên đúng không? À, cái landing page thì bên em thiết kế sẵn cho anh luôn rồi, nó bài viết nó sẵn gì luôn rồi nè, bên em viết chứ không phải là anh viết. Nó y gan gì nè, đó là những thông tin, những cái chương trình, những cái sách sẵn về anh, ví dụ như cái dự án của anh đó, nó sẽ có những cái chương trình đúng không, thì anh cung cấp cho em thứ nhất là cái thông tin dự án, thông tin dự án nó quy hoạch sao, nó quy hoạch bao nhiêu hecta, thì nói chung là nó có những thông tin như vậy tổng quan nè, đây nó có những thông tin dự án nè, rồi vị trí ở đâu, rồi tiện ích ở cái khu đó là gì, nó có bao gồm những tiện ích gì đấy, làm công viên hay là gì đó, rồi cái chương trình ví dụ như là hiện tại như Vinhome Grand Max đang có chương trình là mua nhà không đồng nè, không vốn đồng nè, thì mình sẽ có những cái đặc điểm nổi bật nhất và đầu tiên đập vô khách hàng là họ sẽ thấy được cái chương trình mình liền đó, đẳng cấp 5 sao mà mua vốn không đồng thì thu hút họ, họ mua mua hàng, hiểu ý em đó không? Và họ muốn liên Đấy, hệ, bấm vô liên hệ thì nó sẽ có cái form ở đây để họ đăng ký, và ở đây nó có những cái đồng hồ hay là những cái icon thôi thúc khách hàng họ ra quyết định, ra quyết định ngay tại thời điểm đó, chứ không có để họ là không ra quyết định được không ạ, họ ra quyết định ngay, họ liên hệ với mình ngay, mình phải lôi kéo họ làm sao đó họ liên hệ được với mình đấy, họ có thể liên hệ bằng cách là gọi điện hoặc là nhắn tin thế này, Messenger đủ cách hết. Còn nếu mà nhóm đối tượng khách hàng mà họ mình quảng cáo mà họ chạy vô landing của mình rồi mà họ chưa mua hàng thì sao, thì mình sẽ có những cái phương pháp là ghi marketing đến họ nữa. Ghi marketing là anh dùng cái phương pháp này nè, là mình có cái data khách hàng đó rồi thì mình sẽ ghi marketing đến họ bằng cách là mình sẽ quảng cáo cho Facebook, là họ lên Facebook họ không gặp mình luôn, họ lên Zalo họ không thấy mình nữa, họ lên YouTube họ không thấy mình luôn đấy, cái này là ghi marketing nó cực kỳ là hay nha, đó là cái kỹ năng chuyên sâu. Nói chung thì qua hai nhóm đối tượng khách hàng này để mà xây dựng lâu dài á, thì em khuyên anh nên xây dựng cái cách khách hàng là tiếp cận khách hàng chủ động. Khách hàng chủ động là những khách hàng họ đã có nhu cầu rồi á, họ lên Google họ tìm kiếm ví dụ như là mua nhà ở Hạ Long, mua đất ở Hạ Long á, những khách hàng đó họ đang có nhu cầu thực sự, thì chúng ta cần phải xây dựng một cái rồi ví dụ như bán, anh bán ở thị trường ở lâu dài, anh quyết định là anh làm bất động sản ở thị trường ở lâu dài, thì chúng ta nên thiết kế website để chúng ta có đưa những cái từ khóa ở cái địa điểm đó lên top để chúng ta tiếp cận những khách hàng chủ động như vậy, thì đây là cái bí quyết mà chúng ta xây dựng. À, chút nữa em giải thích cái website, anh xem cái này xong rồi em sẽ giải thích xem bằng đó nha, tại vì nếu mà giải thích ngang như vậy mà em chưa triển khai hết sợ anh không có hiểu ý hết ý á, cho nên anh không phân biệt được, thì đợi em chút nữa em giải thích luôn. Thì cái cách mình xây dựng là website nè, mình sẽ làm trung tâm là cơ quan đầu não, có nghĩa là mình mới xây dựng website trước rồi sau đó mình dùng các hình thức quảng cáo như là Facebook, Zalo hay TikTok cho mình đổ về website của mình, giống như trang bất động sản chấm cơm hay là trang alo nhà đất, thì đây là những trang bất động sản thành công họ đã làm hoặc là nói cách đó, có nghĩa là họ sẽ xây dựng website của họ, sau đó họ kéo những cái điều hướng người dùng về website của họ đúng không ạ, và cách này họ tiếp cận được những khách hàng là có nhu cầu rồi, khách hàng họ đã có nhu cầu họ chủ động. Rồi giải pháp thì nói chung nếu mà anh không biết cách, nhưng biết sale không biết là sale, là không biết quảng cáo Google, không biết Facebook, rồi không biết xây dựng kênh YouTube, rồi không biết email marketing hay không biết thiết kế landing page, thì bên em có khóa học, khóa đào tạo chuyên gia digital marketing luôn. Thì hình thức học là anh sẽ được học trực tuyến qua Zoom, rồi được có video xem lại, thì anh sẽ được cấp một cái tài khoản, một cái mật khẩu, anh sẽ học lại trọn đời luôn. Thì anh hoặc là chị sẽ học qua trực tuyến, rồi sau đó là video này hai chồng cùng học, được không ạ? Và sẽ được hỗ trợ 24 trên 24. Thì khóa học này hiện tại em đang giảm 20% hỗ trợ Covid. Nếu như mà 6 khóa học này mà anh học bên ngoài á thì đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 30 triệu á. Anh có thể thử lên Google tìm kiếm là học phí của học sale, học phí của học quảng cáo Google. Học phí của 6 khóa học này thì nó rơi vào đâu đó khoảng 6 3 3 30 triệu á. Và bên em thì giá gốc là 10 triệu. Và hiện tại đang giảm 2% là còn 8 triệu. Đây. Còn giải pháp cho những bạn mà không có thời gian, có nghĩa là những anh chị mà không có thời gian mà tự làm á, thì bên thiện có cái hình thức là cho thuê top Google, cho thuê top nha, có nghĩa là anh sẽ bán theo dự án á, thường là dự án nó sẽ đứng top, ví dụ là Vinhome Grand Max này đi, Vinhome Grand Max này nè, thì đây là một cái cụm từ khóa mà tên dự án á,
đây là cái tên dự án đó nha. Thì ví dụ như bên em sẽ cho thuê top những từ khóa như vậy, hiểu hiểu ý nó không anh? Có nghĩa là thuê top 1 nè, top 1 là vị trí của sale đó nha, chứ không phải vị trí Google Ads nè. Vị trí Google Ads thì anh phải chạy quảng cáo rồi, còn đang cho thuê là vị trí top 1, top 2, top 3, vị trí của sale á. Có nghĩa là khi khách hàng họ Đang nói trường hợp này, ví dụ như là mấy kia em muốn thuê thuê như thế nào ấy, thuê, chi phí em thuê bên em cho thuê theo tháng anh nha, thuê như thế nào ấy. theo một tháng, nghĩa là một tháng vậy em phải trả là 8 triệu, 8 triệu bất cứ cái cụm từ khóa nào được không ạ, bất cứ cụm từ khóa về dự án nào, thì những cái dự án mới bên em sẽ trong vòng một tuần là lên top, một tuần là Có lên nghĩa top về. Thì nói chung á, là em đang nhận một cái dự án này bán căn hộ cao cấp Hạ Long ấy. Em muốn thuê bên anh một tháng, trước tiên là tạm một tháng mà vào dự án anh có viết bài toán hết tất cả đúng không? không, bên em cho thuê tối tha là một tối thiểu là một tháng là 8 triệu, nhưng tối đa tối tối thiểu mà hợp đồng á là phải 3 tháng. Cái này phải có cái điều kiện là 3 tháng, tại vì khi em làm, tụi em làm chiến dịch sale nó cũng rất tốn chi phí, cho nên là phải lấy ít nhất 3 tháng mới 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 thu hồi vốn mới được. Đấy trường hợp là 3 tháng này, và cái đấy thì bọn em sẽ cung cấp dữ liệu là đang viết bài quản lý là cho lên sale cho bên em Đúng đúng rồi, đúng không? rồi, có nghĩa là anh sẽ cung cấp thông tin dự án đó cho em để em biết em sale của dự án lên top, và ở trên dự án nó sẽ có cái số điện thoại của anh, ví dụ như em dùng keyword tool đi, cụm từ khóa là Win Home Grand Spark này đi, đây là cái anh biết cái dự án này ở thành phố Hồ Chí Minh nè, à, ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh á, để cho anh coi lượt tìm hàng tháng đó này nha, rất là kinh khủng luôn. Cụm từ khóa này Win Home Grand Spark này nè, nó lượt tìm nó 33.100 khách hàng trung bình một tháng đó nha. Thì anh nghĩ là anh sell top 1, top 2, top 3 cái cụm từ khóa này một tháng anh tiếp cận đó khoảng ít nhất là 15.000 khách hàng, 15.000 khách hàng họ đang có nhu cầu họ search cụm từ khóa này đấy. Thì Vâng, đó, nhưng mà cái dự án ở Hạ Long có vẻ ít người tìm kiếm nhiều. cái dự án Hạ Long anh biết tên dự án đó chưa, em thử tìm đây em biết nè. Cái dự án này mai mới cung cấp được. À, mai mới cung cấp được hả? Vậy cũng hơi khó nha. Thì mai đi, mai anh dục cái tên dự án qua em xem rồi em search thử nó có lượt tìm không. Vâng, nếu mà nó có nhận được thì em muốn tính toán được lên Đúng rồi. thuê như nào. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái khách hàng người ta quyết định nhiều không, Đúng đúng không? anh. Đấy. Rồi thì nói chung là cách thứ nhất là thuê. Thuê cho em, bên em cho thuê tới Google vậy đấy, hình thức thuê là 8 triệu một tháng và thuê theo 3 tháng. Ừ. Rồi à, nó hơi đứng mạng rồi, đợi em tí. Nhưng bây giờ nếu mà nó phụ thuộc vào cái khách hàng của mình, thực ra nếu mà bán được căn hộ này thì lương thì không phải là thấp, nhưng Ừ. cái tiền thuê quan trọng là mình xem cái lượng khách hàng nó có đông không anh. Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh ngày mai anh cung cấp cho em cái tên dự án á, em sẽ Ngày tìm mai em em tới sẽ rồi tìm đó, được. hôm nay em quên không cầm về, ngày mai để đúng không? ok, không sao, mai cũng được mà. Thì cách thứ hai là anh sử dụng dịch vụ marketing, có nghĩa là anh không có thời gian làm á, anh thuê bên em làm, bên em quảng cáo tất cả các kênh luôn, Facebook, Zalo, TikTok, nói chung làm hết anh nha. Rồi thì thứ ba là dịch vụ sale tổng thể. Sale tổng thể này nghĩa là ăn trọn gói, nghĩa là anh ví dụ như anh muốn lên một từ khóa nào đó ở tỉnh thành nào đó, thì bên em sẽ có dịch vụ sale tổng thể. Thì cái dịch vụ sale tổng thể này hơi khá đắt đỏ anh nha, khá đắt đỏ. Thì nói chung là nó sẽ phù hợp với doanh nghiệp hơn. Một cái dự án sẽ tổng thể ít nhất cũng 400-500 triệu, có dự án mà nó cạnh tranh cao nữa có thể lên cả tỷ đồng. Ừ, tại vì mình cạnh tranh với mấy thằng lớn không à, giống như là anh người ta search ví dụ như là mua đất, mua nhà Hạ Long thôi nói ra, mà mình sẽ đấu thủ, mình cạnh tranh của mình là đối với mấy thằng bất động sản giống cơm giống VN nè, đây những đấu thủ cạnh tranh của mình là nếu mà em lên chiến dịch sale, đây là những anh mà đấu thủ cạnh tranh của bên em nè, mà những anh này có dàn IT, có dàn đội ngũ sale cực kỳ là mạnh, họ bỏ hàng một tháng là hàng cả tỷ đồng á. Alo nhà đất này nè, đây là những cái anh bất động sản kinh khủng luôn á, rồi chợ tốt nè đấy. Thì cho nên là dự án mà cấp thứ ba này nó hơi hơi đắt đỏ, nói chung đắt đỏ, nhưng mà đổi lại thì mình sẽ có nhiều khách hàng hơn, mình tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tại vì mình sẽ lên top được rất là nhiều từ khóa trong cái ngành của mình sẽ bán hàng được nhiều hơn.
Và thực sự là một bài toán đầu tư thôi, nếu mà đầu tư với số tiền đó là trong bao lâu mình lấy lại đấy, thì cái này sẽ có hợp đồng chi tiết và có cái cam kết rõ ràng. Cái này thì anh nếu quan tâm thì này, sẽ, em, bên em thì triển khai chi tiết sau nha. À, rồi cách thứ tư á, là bên anh có thể sử dụng những cái cell phone, thì anh dùng cái hệ thống hệ thống thông minh á, trí tuệ nhân tạo á, auto call á. Thay vì bây giờ anh gọi nhà anh cell phone thì một ngày anh giỏi lắm là anh gọi cho 100 người thôi, nhưng mà nếu anh có data khách hàng tầm 20.000 số điện thoại hay là 30.000 số điện thoại thì anh sử dụng chức năng auto call này, anh nó sẽ gọi đến hết cái số điện thoại data anh có luôn trong vòng một ngày một. Và ví dụ như một cái mẫu đi, anh bán ở chung cư căn hộ cấp ở tại Hạ Long đúng không, thì anh sẽ nói là chào anh Thiện, em đang có cái chương trình mở bán căn hộ cấp tại Vịnh Hạ Long, nếu mà anh quan tâm bấm phím 1, nếu anh gặp tổng đại viên hay là gặp chuyên viên tư vấn thì bấm phím 2. Đấy, thì khi mà khách hàng họ bấm phím 1, bấm phím 2 thì mình sẽ biết được là họ sẽ quan tâm hay không quan tâm. Ví dụ họ bấm phím 2 họ gặp tổng đại viên đi, thì lúc đó mình sẽ biết được anh này anh đang quan tâm bất động sản, thì mình sẽ liên lạc lại với anh đó và mình sẽ trao đổi chi tiết hơn. Vâng, À, đó là cách thứ thứ tư. phần auto ca này đây là cũng là nó thường ngày nó xảy ra là nhưng lần đầu tiên thì em biết là bây giờ em mới hiểu là auto ca. Dạ đúng rồi, auto call này nó áp dụng cho ngành bất động sản với ngành bán bảo hiểm cực kỳ là hiệu quả. Đây, không là với ngành cho vay nữa, cho vay có nghĩa là cho vay tín dụng á. Cái này thì giá cả như nào anh? Cái này anh một cái cuộc gọi như là 1.000 anh nha, cuộc gọi như 1 phút 1.000 á. Phút 1.000 đúng không? Đúng rồi. Có thể là có ví dụ có hàng trăm cuộc điện thoại đúng không? Ví dụ thì mình đầu tư đó, ví dụ 100.000 anh gọi được một tầm đó đó khoảng được 100 khách hàng, 100.000 gọi được 100 khách hàng. Gặp riêng là nó sẽ đổ đến điện thoại của mình ạ. Đúng rồi, nó sẽ có cái số điện thoại có hotline, có nghĩa là nó có số điện thoại chung của nó và nó sẽ gọi cho cái data mà anh có nghĩa là cái data đó có thể là anh có từ trước trên giám đốc nó đưa xuống, hay là anh mua ở đâu đó nó dùng data cái số điện thoại mình có sẵn rồi. Thì nó có cái tên, như là nó có những trường như là tên nè, nó có những trường như số điện thoại nè, thì nó sẽ tự động nó lấy số điện thoại đó, lấy tên nó gọi thôi. Ví dụ như nó có số điện thoại của em đi, của Thiện đi, và nó biết là tên mình tên Thiện đi, thì nó sẽ gọi là chào anh Thiện, thì em bên công ty ABC giá đây hôm nay em chào bán cái chương trình bán chung cư căn hộ cao cấp tại Vịnh Hạ Long chẳng hạn đó, tại Vịnh Hạ Long, thì nếu anh quan tâm thì anh bấm phím 1, nếu mà anh cần gặp tổng đại viên hay gặp chuyên viên tư vấn bấm phím 2, hoặc là anh không quan tâm bấm phím 3. Thì nói chung nếu mà khách hàng nào họ nghe lâu á, thì có thể là họ quan tâm, hoặc là họ bấm phím 3 họ không quan tâm, hoặc là họ bấm phím 2 họ gặp tổng đại viên, thì có nghĩa là mình sẽ dựa theo những cái mà những người nào mà họ tham gia họ đã làm cái dân đầu tư bất động sản á, thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ nghe và họ sẽ bấm để mà họ tìm hiểu thêm. Còn những dân nào mà họ không có quan tâm về bất động sản chắc chắn thì mình sẽ đỡ mất thời gian, mình cũng biết được luôn là họ không bấm hay là họ sẽ không nghe máy hay là sao sao đó, thì mình sẽ biết được những dân này nó không có quan tâm bất động sản thì mình sẽ bỏ qua. Là nói chung là cách này lọc khách hàng rất tốt. Em hỏi là những người người ta muốn nghe tổng đại viên thì sau đó là như nào ạ? À, có nghĩa là ví dụ muốn nghe tổng đại viên nó sẽ bấm phím 2 đúng không, thì khi mà khách hàng nào bấm phím 2 á, cái hệ thống nó trả gì cho bên mình, nghe là mình set up trên hệ thống đó, hệ thống nó trả gì cho bên mình thì mình biết cái anh Thiện đi anh đang quan tâm về bất động sản anh bấm phím 2. Thì khi bấm phím 2 á, thì tự động cái auto call nó tắt máy, nhưng mà mình sẽ có cái data đó rồi mình sẽ gọi lại. À, mình sẽ gọi lại mình chăm sóc kỹ hơn á. Ừ, anh ơi em có thấy anh quan tâm về cái dự án bên em á, không biết là anh mua ở hay đầu tư hay là sao sao đó, anh ở đâu, mình chung lúc đó mình sẽ chăm sóc họ đặc biệt hơn, chăm sóc họ chi tiết hơn. Ừ. Rồi còn cách thứ cuối cùng là cách mình quảng cáo Facebook nó hiệu quả hơn này, lấy data trên Facebook nè. Đâu đây, mình sẽ là quét có phần mềm mình quét data khách hàng trên Facebook. Thì trên Facebook anh sẽ có những Facebook group bất động sản nè, có những cái fanpage của bất động sản, fanpage của đối thủ cạnh tranh của anh á, họ chạy quảng cáo rất là nhiều, thì anh có thể quét được những người mà đã like bay, đã thích cái bài viết nào đó, hoặc là họ sẽ tương tác với anh qua cái bình luận hay là qua cái nhắn tin cho bay của anh được không? Anh sẽ quét những data này rồi sau đó anh chạy quảng cáo đến họ. Thì những người nào mà họ đã quan tâm về bất động sản, họ đã bình luận trên những cái trang hay những cái diễn đàn hay là những cái fanpage của đối thủ của anh á,
thì rõ ràng những khách hàng này là họ đang quan tâm bất động sản và họ đang có nhu cầu mua, họ đã mua hoặc là họ đang tìm hiểu về cái dự án bất động sản họ sẽ mua, cho nên là anh chạy quảng cáo đến họ thì khả năng anh bán hàng được họ rất là cao đấy. Em đang nghiên cứu thì không biết là bây giờ cái cách chạy ở Facebook là không biết là có là tốt nhất không ạ, hay là quảng cáo Google anh nhỉ? Nếu mà tốt nhất là quảng cáo, nói chung là mình phải test thôi. Nếu mà có kết quả nhất là mình phải chạy thực chiến để mình test. Thì cách test có nghĩa là anh phải chạy cả hai kênh, cách test nha. Như này, test là mình kiểm tra đó. Ví dụ như Facebook mình bỏ ngân sách của nó là 500 ngàn trong 5 ngày, đúng không? Thằng Google mình cũng test y gan vậy, 500 ngàn trong 5 ngày. Thì sau khi mình thời gian 5 ngày mình kiểm tra lại xem anh nào nó chuyển đổi nhiều khách hàng hơn, kênh nào chuyển đổi nhiều khách hàng hơn. Ví dụ như Facebook nó chuyển đổi là 3 khách hàng, 3 khách hàng, còn anh này anh chuyển đổi được đâu 5 khách hàng. Thì lúc này mình sẽ thấy là cái ngân sách mình chạy 500 ngàn nhưng mình này chuyển đổi 5 khách hàng hơn là mình chạy Google. Và Hiểu ý em hiểu không? Ngay lúc này mình phải test thôi, tại vì mình phải test thì mới biết được cái kết quả thực tế, kết quả chính xác nhất. Rồi ok anh. Thì ở đây trời mưa nó hơi ồn, không biết anh bên đây anh nghe có cỏ không? nghe rõ à? Thì thông qua những gì mà nãy giờ em trao đổi á, thì nếu mà anh làm theo hết được mấy cách này, nói chung thì nó là quá tuyệt vời. Còn nếu anh làm một trong những cách này thì nó cũng đã quá trời ok rồi. Thì không biết có chỗ nào anh không hiểu không? Không, về về cơ bản là nó cái này em đã biết qua loa từ trước rồi, nhưng mà anh nói cái này em biết hết rồi nha. Là nó cũng là chỉ có cách là để làm và phải thực hiện thôi. Dạ, thì nói chung quay lại chỗ khóa học này đi. Nói chung là nếu mà anh thật sự mà không biết gì về những cách này á thì anh học là tốt nhất, tại vì học là sẽ giúp anh là sau này mình có thể giúp vợ mình là phát triển về lĩnh vực là bán bất động sản, và có thể giúp anh sau này anh có thể là tự lên kinh doanh được. Có nghĩa là anh có kiến thức rồi đó, có kiến thức này nè, thì sau này anh bán cái gì cũng dễ chứ. Có lẽ là sau này anh bán kinh doanh của sản phẩm thời trang hay một cái dụng cụ nào đó, nói chung là mình cái cơ hội mình đến mà mình có cái giá trị, mình có kiến thức rồi thì cơ hội mình đến mình nắm bắt thôi, mình làm chủ thôi. Ở trong thời đại 4.0 nè, cái điều quan trọng nhất là anh phải tìm kiếm khách hàng, còn cái sản phẩm anh bán hàng là sản phẩm gì nó không quan trọng, quan trọng là anh biết cách tìm kiếm khách hàng thì tiền nó tự vào túi anh à. Bây giờ em đang đang tính một phương án, ví dụ em có thuê anh làm hộ em kinh doanh đây nhé. Sao anh? Em đang tính một cái phương án nào, ví dụ em nhờ bên anh làm công đây với giá là 4 triệu một năm, Đúng rồi, thiết kế anh bay hả? và 4 triệu một năm, sau đó là em sẽ gắn lên fanpage là chạy một cái Facebook thôi, như vậy thì Được được anh nha. Thì anh thông qua những cách nãy giờ em chia sẻ thì anh cứ về anh xem lại video, rồi anh suy nghĩ đắn đo xem là cách nào mà nó hiệu quả với mình nhất. Thì anh thấy ok triển khai, bắt đầu anh em mình bắt đầu bắt tay hành động thôi. ok, mai em xem cái tên giải nào em gửi trước anh xem giúp em. Dạ ok anh. Rồi, có gì anh không hiểu đâu em giải thích luôn, còn nếu mà không không hiểu hết thì anh em mình mai cho nó tiếp. Dạ vậy chút nữa có gì em gửi video này, có gì anh xem lại nha, rồi có gì anh cân nhắc đắn đo lại với bà xã của mình, hai vợ chồng bàn bạc cho nó kỹ lưỡng. Rồi ok anh, chúc anh ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Dạ dạ mưa quá. Rồi rồi ok anh. Dạ.